Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 330 NQ-BCSD ngày 14 tháng 10 năm 2024 về việc cho chủ trương xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư sau khi thực hiện cắt giảm biên chế theo quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung nêu rõ: nhất trí cho chủ trương xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư tại các sở ngành tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ tại tờ trình số 217 ngày 20 tháng 9 năm 2024. Quá trình xây dựng phương án lưu ý một số nội dung sau. Đối tượng điều chuyển là những người làm công tác hành chính, kế toán, hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự, văn thư lưu trữ trong các sở ngành thuộc diện phải sắp xếp. Ưu tiên những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ nếu có nhu cầu. Các sở ngành có công chức dôi dư cần sắp xếp phải xác định rõ đối tượng sắp xếp và cung cấp danh sách đối tượng điều chuyển. Trường hợp không cung cấp danh sách hoặc cung cấp danh sách đối tượng không phù hợp thì Sở Nội vụ chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Các cơ quan đơn vị còn biên chế công chức chưa sử dụng chủ động bố trí sắp xếp tiếp nhận công chức có trình độ chuyên môn phù hợp hoặc cơ bản phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu. Trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận công chức thuộc đối tượng điều chuyển thì cắt biên chế chưa sử dụng của cơ quan đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Điều chuyển công chức về các cơ quan còn biên chế chưa sử dụng trên địa bàn thành phố Hưng Yên hoặc theo nguyện vọng của công chức để tạo điều kiện cho công chức yên tâm công tác, không làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, đời sống của công chức. Công chức thuộc đối tượng điều chuyển về cơ quan còn biên chế chưa sử dụng nhưng không có nguyện vọng về cơ quan đó thì thực hiện điều chuyển về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của sở chủ quản hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư, đảm bảo các nội dung nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 123 về sử dụng biên chế cán bộ công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính, có 43 đơn vị hành chính bị tác động do sắp xếp, cụ thể như sau. Huyện Khoái Châu sắp xếp 10 đơn vị hành chính thành 5 đơn vị hành chính mới, giảm 5 đơn vị hành chính. Huyện Yên Mỹ sắp xếp 9 đơn vị hành chính thành 4 đơn vị hành chính mới, giảm 5 đơn vị hành chính. Huyện Tiên Lữ sắp xếp 7 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính mới, giảm 4 đơn vị hành chính. Huyện Ân Thi sắp xếp 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính mới, giảm 3 đơn vị hành chính. Huyện Kim Động sắp xếp 4 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới, giảm 2 đơn vị hành chính. Huyện Phù Cừ sắp xếp 2 đơn vị hành chính thành 1 đơn vị hành chính mới, giảm 1 đơn vị hành chính. Thành phố Hưng Yên sắp xếp 5 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới, giảm 2 đơn vị hành chính. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh sau sắp xếp là 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường, 8 thị trấn, 118 xã. Dự kiến số biên chế cán bộ công chức cấp xã của 139 đơn vị hành chính cấp xã này theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP là 2.843 người, giảm 319 người so với số biên chế giao năm 2024, cụ thể như sau. Huyện Khoái Châu 426 biên chế, giảm 72 biên chế. Huyện Ân Thi 350 biên chế, giảm 40 biên chế. Huyện Yên Mỹ 263 biên chế, giảm 74 biên chế. Huyện Kim Động 296 biên chế, giảm 27 biên chế. Huyện Tiên Lữ 220 biên chế, giảm 60 biên chế. Huyện Phù Cừ 247 biên chế, giảm 16 biên chế. Thành phố Hưng Yên 305 biên chế, giảm 30 biên chế. Huyện Văn Lâm 235 biên chế. Huyện Văn Giang 228 biên chế. Thị xã Mỹ Hào 273 biên chế. Theo quy định tại quyết định số 46 QĐ-BTC-TVK, đến hết năm 2026, tỉnh Hưng Yên thực hiện giảm 100 biên chế và theo phương án sắp xếp
đến hết năm 2029, hoàn thành việc giảm 319 biên chế. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sự chủ động trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đang được các địa phương tại Hưng Yên tập trung nghiêm túc thực hiện. Tại huyện Kim Động, có 4 xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính là sắp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh để thành lập xã mới có tên là Phú Thọ, xã Vũ Xá và xã Nhân La thành lập xã mới có tên là Diên Hồng. Theo dự kiến, huyện có 23 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch bố trí sắp xếp theo các hướng, ra soát những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu, bầu giữ các chức vụ cán bộ hoặc bố trí sang công chức ở các xã còn thiếu, tiếp nhận làm công chức huyện, bố trí tiếp nhận làm viên chức ở các đơn vị sự nghiệp và vận động nghỉ hưu sớm. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Giải quyết nhân sự dôi dư sau khi sắp nhập đơn vị hành chính là một việc không dễ bởi cán bộ phần lớn đã được chuẩn hóa, khung biên chế tại các đơn vị cơ bản đã ổn định. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ. Trước thực tế đó, huyện Kim Động luôn chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện. Tại huyện Khoái Châu, có 72 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ngay sau khi rà soát tiêu chuẩn các xã sắp xếp giai đoạn 2023-2025, huyện Khoái Châu đã tạm dừng thực hiện bổ nhiệm, tuyển dụng 17 vị trí khuyết thiếu tại những đơn vị trong diện sắp xếp. Đến thời điểm hiện tại, huyện Khoái Châu còn 55 cán bộ công chức xã dôi dư sau sắp xếp. Giải quyết nhân sự dôi dư sau khi sắp nhập đơn vị hành chính là một việc không dễ bởi cán bộ phần lớn đã được chuẩn hóa, khung biên chế tại các đơn vị cơ bản đã ổn định. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của cán bộ. Trước thực tế đó, huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong thực hiện. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội, trong quý 3 năm 2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Được Ban chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt đã hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban đảng, văn phòng thành ủy. Các sở ngành, đơn vị của thành phố đã ra soát, xây dựng danh mục, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực, vị trí việc làm theo quy định, hoàn thành chuyển giao trung tâm y tế từ trực thuộc sở y tế về trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quản lý, phương án thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch số 188 KHTU và các đề án nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đặc biệt, công tác lãnh đạo chỉ đạo phối hợp, triển khai các nội dung cần thiết, chuẩn bị ban hành cơ chế chính sách theo quy định luật thủ đô số 39/2024 QH15 của Quốc hội thuộc thẩm quyền của thành phố. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố cũng chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, đồng bộ cả khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Ban chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình. Đồng thời, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt hiệu quả. Kết quả thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị và thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.